Truyền thông phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong thời gian qua, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Trong đó có ông Tạ Văn Diệm, 60 tuổi, ở tỉnh Hà Nam. Hành trình hỗ trợ điều trị ung thư của ông Tạ Văn Diệm là một minh chứng cho sự kiên cường và tình yêu thương từ các thầy thuốc, nhân viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Khi đến với phòng khám, ông Tạ Văn Diệm trong tình trạng sức khỏe rất yếu kém. Ông phải chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, di chuyển khó khăn và tình trạng ăn uống thất thường. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám, sự thay đổi rõ rệt đã diễn ra. Các thầy thuốc ở đây đã áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tích cực, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, giúp ông Tạ Văn Diệm phục hồi nhanh chóng. Ngày hôm nay, ông Tạ Văn Diệm đã hoàn toàn khỏe mạnh. Các cơ quan trong cơ thể của ông hoạt động bình thường, các chỉ số liên quan đến ung thư đã giảm đáng kể. Hạnh phúc và xúc động, ông Tạ Văn Diệm đã không ngừng cảm ơn Chúa, cùng với sự tri ân sâu sắc dành cho cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Vero Nguyễn Văn Tường, các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho ông Tạ Văn Diệm trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám. Câu chuyện của ông Tạ Văn Diệm không chỉ là một niềm hy vọng cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự cống hiến của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Mọi bệnh nhân đều được xem như người thân và mọi nỗ lực đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, mang lại sự sống và niềm vui cho họ. Hy vọng rằng những câu chuyện như ông Tạ Văn Diệm sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều bệnh nhân khác, và phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục là nơi mang lại ánh sáng, hy vọng cho những người cần được cứu chữa bệnh ung thư. Xin trân trọng. Dạ thưa chú, chú có thể cho con biết đó, họ tên mình đến từ đâu vậy chú? Ông thầy họ tên Trà Văn Diệm, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Nam, huyện Lý Nhân. Chú có thể cho con biết á, ở lúc cái triệu chứng ban đầu của chú, cái bệnh của chú là như thế nào? Rồi xong xưa mình đi khám ở cơ sở y tế. Ông thầy thế là con giao con đó là khám ở viện ba Hà Nội, thứ ba Hà Nội không là đến viện Bạch Mai. Là lúc đầu là thấy phát ra bệnh là ho vặt, xong là đi khám thì ra bệnh u là u can, nên là cũng không điều trị ở viện, cũng xin viện về nhà, xong là vào thằng thuyết vào chỗ cha và các thầy. Đến nay thì nay cũng nhờ ơn Chúa, biết là ban cho cha rồi con là các thầy, đến bây giờ thì con cũng có lành tính. Thuyết thì con chẳng phải nói gì hơn, con xin cảm ơn gọi là thuyết là thầy và cha, cha và thầy. Còn cuối cùng nữa thì con nói thêm một chỗ là cũng chúc gọi là cha ban chi phối với các thầy để con là có một cái phần có sức khỏe để con
Bà con đến chữa bệnh coi là có người coi là nhiều người đặt hiệu quả cũng như con thúc coi là cái thầy là như vậy, cháu có sức khỏe rồi thì mới làm thuốc rồi các thuốc coi cho bà con là sao cứ nghe lời coi là cái thầy hướng cho đó. À, chú có thể cho con biết á, là chú đi khám mới đây nè, chú đi khám ở bệnh viện nào và kết quả như thế nào vậy chú? À, nhưng bây giờ là thầy hỏi thì bây giờ chúng ta là khám là bây giờ là bên kia đơn, bên kia đơn, thế mà bên kia đơn thì cũng xem một giấy bệnh án thì cũng như chỗ thầy ở nhà mình đây thì là bây giờ là xuống âm tính. Chú có thể nhận xét á, Và cái phòng khám này á, các thầy trị bệnh như thế nào? mà cái quan trọng nhất bây giờ là nó mới thành này là truy bệnh thì thuốc thì là rất cha cha ban cái thầy cũng rất là chuẩn rồi, nhưng mà cái về mà thực hành với cái thuốc mà các thầy dặn thì phải làm theo đúng thủ tục. Thứ nhất là nước 3 ngày thuốc là phải là nước kiềm, thêm một cọng cháo là cũng là nước kiềm 4 lít trong 1 ngày, tổng cộng vào 1 ngày là 5 lít rưỡi trong 1 ngày. Thế còn gọi là thuốc tây thì là uống trước khi uống là cũng phải hỏi qua thầy, thầy thì nói như nào thì mình phải làm theo đúng thầy. Như vậy là thuốc tây là uống bằng nước lọc, nhưng mà vấn đề ăn uống thì cây rau cỏ, cái rau thì thầy nói kia nào là tôi kia như vậy. Thế là cảm ơn thầy. Thưa chú, À. thì chú nhận có thể nhận xét cái tinh thần thái độ phục vụ các thầy như thế nào? Tinh thần của các thầy thì phải nói là cũng rất là nhiệt tình đấy, với các bệnh nhân, tức là từ xa cũng như gần, cũng chẳng nói gì hơn. Bây giờ gọi là cũng thay mặt gọi là cho nhà tôi với con trai nhà là trước hết là cảm ơn các thầy, trước hết là cha rồi các thầy rất nhiệt tình gọi là nâng đỡ gọi là những người bệnh nhân bệnh rất tận tình, nên trước hết là tôi xin cảm ơn, trước hết là cha, thế rồi là Mạnh Hùng Quân và các thầy. À. Cái bệnh của chú á, cái ngày đầu tiên mình đến đây á, sức khỏe như thế nào? Vâng. Thế còn bệnh thì trước này mà bắt đầu đến đây thì thực sự là với các thầy là đi từ chỗ Mai Anh xuống đây là thời gian nó cũng lâu rồi khó đi. Đấy, hai nữa mà chân tay là đau hết, chân tay là nề to. Thứ hai nữa là ngồi xuống đứng lên tự mình làm chủ là không không đứng lên được. Đấy. Một là ngồi ghế bình thường như ở kia nhựa mình vẫn ngồi là phải có người rước lên mới lên được. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ cũng chăm sóc sự nhờ thế là cha và các thầy cũng chăm sóc cái là cái thuốc là rất là đạt yêu cầu, nên bây giờ gọi là tôi hầu như khỏi, nếu tính ra được khỏi thì nước tính của con người từ lúc vào đây thì khỏi 18% rồi, u thì vẫn còn nhưng mà nó thu bé lại. Thank you.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy,
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Thank you.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.